Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay thầy cô trường trung học phổ thông Nghi Thanh sẽ có chuyến tham quan du lịch ở Vũng Tàu. Rồi, mời mình nhà cả nhà mình lên xe. Đi thôi. Đi thôi. Xe mình xuất phát lúc 1:45 ngày 25 tháng 7 nha. Thì dự kiến là sẽ đến Vũng Tàu lúc 8 giờ sáng. Hiện tại thì có thầy Bảo, cô Duyên, thầy Linh, thầy Tú sẽ đến rước thêm một số thầy cô nữa ở nhà của thầy Liêm, cô Ái và cô Nghĩa. Rồi, get go. Kế cô nè. Xin chào nhà Quyên. Quay cho camera coi. Xin chào nhà Quyên à. Xin chào cô Ái nè. Hello. Hello. Rồi, xin chào Phương Quyên. Đâu rồi? Thì Linh đâu rồi? Nè, con để chồng vô cổ con á. Hello. Gì hết em mới biết giờ. Anh Linh à, Linh. Bữa nay mình sẽ loại một đối thủ. Loại à? Có chân người. Rồi chúng ta xuất phát tiếp tục. Thì có 14 người nè, là đầy đủ hết á. Hai chị em xin đôi không đeo kiến giống nhau rồi. Có bé nào xe xe không? Có, hai bé bự luôn. Hai bé bự luôn hả? Con Nghĩa, chào con Nghĩa nè. Chào bé bự luôn rồi, chào ta. Mày lên cho nó được không? Không được đâu. Đi lên ba ngày sau. Hai chị em xin đôi. Đây đi. Đi lên bên đây. Rồi, xuất phát mà con ơi, xuất phát. Vô tay chào kìa, vô tay chào camera kìa. Hello. Rồi, thầy bé vàng đâu, thầy bé vàng. Thôi, cô ấy ngủ gần đâu. Nhã Nguyên đâu, vô tay đâu coi Nhã Nguyên. Đây, ông Trăng đâu. Thầy Liêm đâu? Đi ở thành phố rồi. Đâu rồi? Thầy Liêm hôm nay nhung miệng quá vậy? Ủa, có chàng cổ nữa hả thầy Liêm? Ôi là trời. Thầy Liêm cũng... Cái gì vậy trời? Rồi, tất cả chuẩn bị ngủ một giấc rồi thức dậy là tới nha. Rồi, xin chào. Rồi, xin chào.
nhóm đang dừng nghỉ ở trạm dừng chân Minh Phát nè. Đây là nó thuộc cái bè Tiền Giang. Kệ đi. Thì sau khi dừng nghỉ khoảng thời gian ngắn thì cả đoàn sẽ tiếp tục thẳng tiến lên Vũng Tàu. Ok. Thì đây là các thành viên đang tạm nghỉ chân. Có mấy bé thì mua kẹo, còn mấy bé lớn lớn hơn chút thì đứng ngắm cảnh, tập thể dục cho thư giãn cơ cốt. Nãy giờ là có mấy bé là đã ngủ được một giấc rồi đó. Rồi. Cho thầy hỏi là bịch này là bao nhiêu tiền? 30 ngàn. Rồi cái kẹo của Phương Quyên? Dạ, 60 ngàn. Rồi bây giờ là mỗi bé là mang theo trong túi là bao nhiêu tiền? Có không? Có mang theo trong túi không? Không hả? Giao cha mẹ giữ hết hả? Sao mà không mang theo trong túi? Mỗi bé là phải để dành trong túi là một xị. Mà muốn mua gì mua, được chưa? Nói cha mẹ đi, nói mẹ ơi đưa con một xị, cha ơi đưa con một xị. Đúng kẹo. Thầy ơi, người ta cao rồi mà. Nè, thấy không? Đó, tao lại đây đứng chụp hình cái gai. Đây là xin giới thiệu, đây là bà xui của thầy Linh nha. Đang hút trang coi bà xui. Đang là hút trang coi, đang giới thiệu với khán giả của kênh truyền hình thầy Tú TV. Cỡ thì mắc cỡ, làm xui mình cũng lên sóng luôn, đâu mắc cỡ. Rồi.
bên Hà Nội. Ủa bạn học anh nhỏ có đó có. Ủa ta học là học chung ba.
cơm Tấn Phát hả? Này lấy gì cho? Bán ăn ven đường quốc lộ. Đây là gồm có phở với cơm. Hai cái trộn lại luôn. Đây là mì bò phải không? Gì 27? Mì tái. Mì tái. Rồi, kêu chưa? Rồi. Rồi hả? Có quay em không? Hả? À, có luôn. Miếng chanh vô, nặng miếng chanh vô. Đây nè, nặng miếng chanh vô chỗ miếng bò á. Nặng miếng chanh vô chỗ miếng bò nè. Đó, rồi. Miếng bò kia nè, miếng bò tái á. Miếng bò tái, lấy miếng bò tái á. Cái đó bò gân. Miếng tái là cái miếng giống đó, ừ đó. Đúng rồi, rồi. Đó, rồi đó. Rồi đây thầy Liêm là cầm cái ly lên. Đang mở từ nãy giờ. Em thấy cái quán phở của em như thế nào? Giá nhà em ơi. Quán phở này cũng khá ngon á. Ngon giống miền Tây mình không anh? Cũng đạt chấm điểm 4/5 sao. 4/5 sao. Ok ok. Nhỏ. Này này gọi nãy gọi tôi nhỏ phải không? Này. Này gọi tôi nhỏ hả? Này nãy gọi tôi nhỏ hay là bình thường? Nhỏ. Đúng không? Thì hai nhỏ. Một bình thường, hai bình thường, 3, 4, 5. Tính chung. 3, 4, 5. Tính chung. 1, 2, 3, 4, 5. Nè, hai chị em bỏ mứa nè. Hai chị em ăn hết vô cay. Dạ. Không được, ngon cũng phải gắng ăn vô. Sao Hồng Trân? Ngon Hồng Trân? Quá trời luôn. Chấm điểm thằng quay quá trời quay. Thằng điểm 5 sao là con chấm mấy sao Hồng Trân? 3 sao hả? Rồi. Các bạn này chấm 3 sao nha. Tô lớn nhiêu anh? Dạ tô lớn 50. Bỏ này. Dạ 40. 40. Là nãy mấy tô nhỏ ta? Nãy rồi mấy tô nhỏ vậy? Hai tô nhỏ à? Hai tô nhỏ phải không? Hai tô nhỏ phải không? Em làm thịt đều hết. À dạ. Dạ. À. Nhưng mà cái tô chỉ có 5 tô tổng cộng là 50, còn là 40 hết. À. Là 5 tô 50 là 250. Hai bổ thầy tài á. Ok là mọi người chuẩn bị lên xe tiếp tục hành trình hả? Chưa hả? À quên, còn bạn nhỏ này cố gắng hoàn thành mục tiêu, cố gắng hoàn thành phần việc được giao. Phần việc được giao là ăn hết đâu này. Ok, thầy hoàn thành lý gỗ chưa? Rồi. Rồi luôn hả? Trời. Dữ làm gì? Quá. Hello, anh chủ quán ơi, cho phỏng vấn vài câu nha. Dạ. À, quán mình có món gì, bán món gì chính anh? Chính là cơm. Sáng là phở, còn trưa là cơm. Sáng nay là mình hình như chưa có cơm ha. Dạ, cơm tới 9 giờ. À, cơm 9 giờ. Dạ. Thì ở đây mỗi buổi sáng thì mình phục vụ khoảng bao nhiêu lượt khách anh? Như sáng phở thì nằm khoảng 150 khách. Dạ. Thì từ đây mình tới Vũng Tàu là còn khoảng bao xa nữa anh? Đây Vũng Tàu còn 53 cây. Ok, cảm ơn anh ha. Rồi, cảm ơn anh vì bữa sáng. Rồi, hẹn gặp anh một lần sau nếu có duyên mình gặp lại ha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh đi một tour du lịch bình an và hạnh phúc, vui vẻ. Cái quán mình địa chỉ là cụ thể ở đâu vậy anh? Dạ, địa chỉ ở đây là quốc lộ 51, trạm thu phí Long Phước, Long Thành, Đồng Nai. Ok chưa? Bánh lỡ rồi đó mày. Chỗ nào mà. Rồi, mọi người đang bước lên xe chuẩn bị khởi hành đi về Vũng Tàu. Từ vị trí này đến Vũng Tàu còn 53 cây nữa nha mọi người.
Đây là cái đoạn mở đầu của cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đây, cả nhà chuẩn bị lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Rồi lên xe đi bà con ơi. Lên xe. Ơi, cam trước cam sau đều có đủ, yên tâm. Cứ lên xe đi. Hành. Phía trước cũng có camera mà phía sau cũng có camera nữa. Yên tâm. Bắt đầu tiến về Vũng Tàu nha bà con. Đây là cam nhiều lắm. Đó. Đây. À, phía trước có camera, phía sau có camera luôn nha. Cứ giơ tay vẫy chào phía trước, chào phía sau đều nha. Mới ăn sáng xong có năng lượng chỉ có mình lên. Là... bắt đầu khởi hành về Vũng Tàu bà con ơi. Chỉ có mình lên Phương Nguyên. Mời Phương Nguyên chúng ta phát tay đi. Có tụi này chưa được ăn sáng nè. Hãy tỉnh thôi bà con ơi. Thầy làm nửa cốc gì đó. Chụp hình cái đúng rồi. Trời cũng góc không có trời. Hello, hello mọi người. Đúng rồi. Hello, hello. Đâu, mọi người làm đẹp đi. Chụp hình hết chưa? Chụp hình.